Ơi, xin chào các bạn, lại là mình đây. Và lại là những cái giả thiết rất hay ho về dự án P Network. Mình lại vừa mới được ra mình mới đọc được ở trên một cái diễn đàn về phổ cập P Network, do một sư huynh rất tâm huyết với cái dự án này chia sẻ. Thì mình cũng đọc cũng thấy hay hay nên là làm clip chia sẻ cho các bạn về những cái giả thiết đấy. Thì đây, dự án này thì nhầm sorry cái clip này thì có một đưa ra những cái mối liên hệ giữa cái đồng nhân dân tệ đô la Mỹ và Bitcoin thì nó có liên quan gì với nhau. Đây các bạn xem nhá. Ok, bây giờ đây các bác ấy tìm ra là cái mối liên hệ đồng nhân dân tệ thì đây 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 đơn vị đếm của đồng này đấy là nguyên sử dụng hàng ngày tính chung. Đây ký tự này các bạn xem này, đấy, đọc gọi là yến 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 gì đấy, tiếng Trung mình không rành lắm nhưng mà cứ lên Google dịch dịch ra xong rồi cho nó đọc. Đây các bạn để ý là biểu tượng này đấy. Đấy, một cái biểu tượng rất là pi, các bạn thấy không, yến rất pi. Ok, kết luận rằng cái đồng nhân dân tệ của anh Trung Quốc này có liên quan đến cái dự án P Network. Ơi vui thôi. Ok, thế còn đô la Mỹ? Đây, các bạn nhìn tờ $1 rồi. Nhìn gì đây? Kim tự tháp. Ôi, thế kim tự tháp thì liên quan gì đến Pi? Kim tự tháp có rất nhiều những dữ kiện liên quan đến Pi. Các bạn có thể search Google. Đây, đây cái gì đây? Đây. Rất nhiều biểu tượng ở trong cái ký tự ở trong trong cái được chạm trổ ở trong kim tự tháp thì có liên quan số pi đây. Đây là chả biết là pharaoh hay là gì đây đang dâng tế, có lẽ đây là mặt trời đấy, hai cái số pi được dâng lên cho mặt trời. Ok, còn tìm hiểu sâu về cái cấu trúc của kim tự tháp thì các bạn có thể thấy chu vi đường kính cái gì của kim tự tháp nhân 2 nhân 3 lên thì nó lòng hoàng là vẫn ra cái số pi, hoặc là cũng có bằng pi nhân 2 nhân 3 gì đấy, rất nhiều cái dữ kiện đấy. Thì đấy có những cái sự liên quan rất là trùng hợp những cái số pi và những cái đơn vị tiền tệ trên thế giới hiện nay, đô la Mỹ rồi thì nhân dân tệ. Và các bạn để ý một điều đúng không? Trung Quốc họ cấm rất gắt gao những cái dự án tiền điện tử, Bitcoin rồi các thứ. Nhưng mà các bạn thấy không, 3 năm nay cộng đồng Pi Network ở Trung Quốc cứ dần 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 lên. Đấy, hàng quán treo biển thanh toán bằng Pi, tiếng Pi cùng các kiểu ấy, nhưng mà chả thấy chính phủ họ có cái động thái cấm đoán gì cả. Hoặc là mình cũng không dám chắc chắn 100% là họ không cấm, nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì vẫn thấy là đội Pi đào Pi ở bên Trung Quốc họ vẫn phát triển rất rầm rộ, Pi nốt số 1 luôn. Rồi thì các cái buổi họp về Pi trên các diễn đàn Pi của Trung Quốc thì họ làm rất mạnh và rầm rộ. Đấy thì cũng chả biết nói như thế nào, thấy thì có sự liên quan như thế thì chia sẻ thông tin mọi người cứ thêm được một chút thông tin tích cực này thì cứ nghĩ rằng đồng pi là sẽ có giá trị trong tương lai, sẽ có khả năng phát triển rồi có giá trị trong tương lai thì mọi người lấy đó làm động lực để làm tiếp thôi, cũng chả mất gì mà với các bạn. Ok, đấy là quan điểm của mình. Thì quan điểm của các bạn như nào về vấn đề này thì các bạn cứ để lại ở dưới phần bình luận, chúng ta cùng trao đổi nhé. Ok, cảm ơn các bạn.